Xin chào các bạn. Hôm nay tôi cùng các bạn chia sẻ với dòng loa Bluetooth không dây Sony SRS-XB43 với Extrabass. Loa không dây SRS-XB43 là tổng thể của yếu tố âm trầm, âm bổng, âm chét cùng giọng hát sâu lắng và tạo nên đặc trưng cho âm thanh. Loa rất dễ sử dụng. Bây giờ mình quay tổng quát chiếc loa mình vừa mới đặt hàng và mua được ở trên chợ thương mại điện tử. Tuy rằng dòng loa này xuất hiện khá lâu, nhưng đến hôm nay thì loa vẫn là một dòng loa cực đỉnh của Sony. Thế hệ SRS gồm có 3 model loa là XB23, XB33 và XB43. 3 model này ấy là tổng thể của dòng nhạc Extrabass, có thể kết nối Bluetooth cùng một lúc hàng trăm loa thành một dàn âm thanh sống động. Giá thành của SRS-XB43 này cũng chấp nhận được, với giá gần 5 triệu đồng trên chợ thương mại điện tử. Thì nói chung là anh em ta có thể mua được về để thưởng thức và cùng khám phá với SRS-XB43. Thưởng thức âm thanh ở mọi lúc mọi nơi. Pin là trên nhà sản xuất thông báo là hoạt động 24 giờ. Thì mình sẽ thưởng thức được những âm thanh sâu lắng, mạnh mẽ ở bất kỳ nơi đâu bạn thích với loa Extrabass. Trước đây thì mình đã đến với bạn một chiếc Jones Smart T6 Pro, thì mình cũng có giới thiệu trên cái trang của mình rồi. Thì nói chung dòng loa này thì cũng rất là hay, nhưng mà với công suất là tổng thể chỉ có 40W, thế cho nên với mức độ nghe ở trong không gian nhỏ hẹp thì nó rất tuyệt vời. Bây giờ dòng loa T6 Pro này vẫn đang rất hot trên thị trường, mà các bạn đã từng thấy T6 Pro. Hôm nay mình quyết định khui hộp của SRS-XB43. Bây giờ mình khui tim niêm phong vẫn còn nguyên ở trong hộp nha. Đóng gói rất kỹ càng. Thêm một lớp xốp bọc bên trong nữa. Loa có hai màng cộng hưởng như các bạn, để là hai đầu.
Cho xem ở trong hộp còn cái gì. Đây là mình nghĩ chắc sạc hướng dẫn đây này sạc. Và không dây Sony. Chính sách bảo hành và sửa chữa sản phẩm dân dụng của Sony. Đây người ta quy định về điều kiện bảo hành này. Trong này người ta giới thiệu các tính năng và kiểm tra số series trên đây. Trong này thì giới thiệu các cái nút điều khiển này. DC 5V sạc 5 giờ. Và giới thiệu các cái nút điều khiển, các cái tính năng của trong cái tờ giới thiệu này các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu rất kỹ với các bạn về cái chiếc loa Sony này. Này là bản giới thiệu cách sử dụng, cách kết nối. Máy có thể kết nối liền lúc tới 100 loa nha các bạn. Chỉ có dòng loa SRS có 3 model là XB23, XB33 và XB43 nhé các bạn nhé. Trong này sạc. Sạc dây rất là dài. Sạc này DC 5V 3A nhé các bạn nhé. Đây là chân sạc. Có hai loại chân. Loại 3 chân và loại 2 chân dùng cho các nước châu Á này. Ta lắp thử vào nhé. Dây sạc dài nhé, ta tháo này, bấm lỗ này, lắp cái hai chân và cũng y như vậy thôi. Trong hộp không còn cái gì nữa, hết rồi. Trong đây có hai màn cộng hưởng Sony rất đẹp các bạn, hai đầu. Họ làm chìm bên trong nhé, để bảo vệ, ví dụ như có va đập hoặc là va chạm vào những vật mạnh thì nó không ảnh hưởng gì đến cái màn rung cộng hưởng ở bên trong. Ở đây thì có các cái nút điều khiển. Nút trên G tức là tắt mở này, Bluetooth này, và play này, nút âm lượng giảm, âm lượng tăng và nút lever. Đấy. Trong này
có hết rồi, nhưng mà họ in rất là mờ, in chìm nên là rất là khó đọc các bạn nha. Và đằng sau là các cái họ in chìm nên mờ khó đọc lắm. Tôi cố gắng đọc cho các bạn. ST này. Nút gì nào? ST Party này, Better này, Type-C này, cổng 3.5 và cổng USB. Trong đó tất cả có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bắt đầu mình bấm Mogo này. Bluetooth connected. Battery about 70%. Ta mở điện thoại lên và ta bấm vào Music Central này. Đấy, sau đó ta sẽ kết nối vào một cái phương tiện nghe nhạc nào đó. Ví dụ như ở đây là Player Vallejo này. Ta tìm một bản nhạc. Ta đang tìm một bản nhạc để ta test, chính thức test này. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, trong này á là nó sẽ nhảy theo nhạc nha các bạn nhé. Nhảy theo nhạc ở trong này sẽ có nhiều cái điều chỉnh. Thế và bản nhạc của mình sẽ có nhiều điều chỉnh về ánh sáng đèn. Tùy mình lựa chọn ánh sáng đèn như thế nào để mình cho nó phù hợp. Điều chỉnh đèn này nó nháy theo này các bạn thấy không? Của Sony Center nữa cũng có cái điều chỉnh nhạc đó. Cái điều chỉnh nhỏ nhỏ là phụ thuộc vào trong. Trên cái hệ thống của loa là có liver nhé, là kết nối với 100 loa liền một lúc. Ở trong này có một bộ điều chỉnh equalizer tự động. Chúng ta có thể tắt cái megabass, cái sau đó ta điều chỉnh chiếc bass theo như ý muốn của mình nha các bạn. Đấy, rất là hay. Equalizer ở trên cái âm nha các bạn nhé. Đây sẽ xem rất
nhiều tính năng. Tất cả tính năng là kiểm tra xem mức pin của loa còn bao nhiêu, và ta có thể là up tầm tắt luôn cũng được. Ta có thể tắt trực tiếp ở trên up luôn nha các bạn. Bấm vào cái nút 3 chấm ở trên đấy, ta bấm vào cái rồi ta tắt. Đó, chúng ta đã tắt rồi thấy không? Chỉ bấm off